Ma quỷ trên thế gian này hay không hiện vẫn đang là một dấu hỏi lớn. Nhưng khi nhìn vào những bức hình đáng sợ dưới đây, bạn khó có thể không tin đến sự tồn tại của chúng. Cô gái ngồi trên mộ. Năm 1991, bức ảnh cô gái ngồi trên mộ xuất hiện hàng loạt trên báo chí Mỹ, trong đó có cả những tờ báo uy tín Chicago Sun-Times và National Examiner, như minh chứng khẳng định sự tồn tại kỳ bí của một thế giới tâm linh siêu thực. Bức ảnh đen trắng được chụp vào ngày 10 tháng 8 năm 1991 trong chuyến thực nghiệm của một nhóm các hội viên GIS tại khu nghĩa trang Bachelor's Grove. Jude Herb Fells, tác giả bức ảnh, có lẽ là người duy nhất trong đoàn chụp được những tấm hình hiếm hoi, bởi tất cả các dụng cụ và thiết bị mang theo ngày hôm đó đều được nhìn dở chứng một cách khó hiểu. Cô gái ngồi trên mộ bất ngờ lọt vào ống kính, đó là một phụ nữ trẻ có khuôn mặt nhợt nhạt và dáng điệu ủ rũ. Thứ trang phục cô khoác trên mình đã thuộc hàng lỗi mốt cách đó hàng chục năm, và chi tiết khiến người ta sởn da gà nhất là cả thân hình cô gái, đôi chỗ cứ trong suốt như pha lê. Gương mặt trên cửa sổ. Chồng của người phụ nữ trong ảnh đã chụp tấm hình này trong một buổi chiều nắng gắt với loại phim in bình thường. Hôm đó là ngày đầu tiên họ chuyển tới căn hộ mới ở Chicago, bang Illinois. Đằng sau cửa sổ bên trái hiện rõ khuôn mặt của một bà lão vấn tóc, ngồi bên cạnh là chú chó Bull. Nhưng hai vợ chồng kia thì kiên quyết khẳng định trong nhà không có một ai vào thời điểm ấy. Bóng ma trong rừng. Người ta không biết nhiều sự kiện liên quan đến tấm ảnh này. Chỉ trừ một chi tiết duy nhất, cả hai nhân vật có mặt trong bức hình đều đã qua đời. Có thể nhìn rõ mồm một bên cạnh gốc cây, cái dáng hình đùng đục như sương mù, không biết có thể xác định là gì. Cậu bé trên thảm cỏ. Một phụ nữ tên là Jackie Ram ở Florian, Alabama đã túm được khoảnh khắc này trong chuyến thăm công viên giải trí Six Flags Great America thuộc thành phố Arlington, Texas. Lúc đó trời đang mưa lất phất, nhiều sương mù, nhưng chiếc camera C126 vẫn ghi lại khá rõ nét hình ảnh một cậu bé con mặc áo len đỏ với chiếc cổ áo sơ mi trắng thò ra ngoài. Bóng đỏ bên bờ suối. Chủ nhân tấm hình ghê rợn này khẳng định, vào thời điểm bấm máy không hề có ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào ống kính, do đó không thể xảy ra hiệu ứng lóe sáng thấu kính để tạo nên bóng đỏ được. Vả lại, cái bóng hiển hiện ngay chính giữa bức ảnh, dáng dấp như một dáng người. Bức ảnh được chụp bên dòng suối trong một khu rừng bảo tồn của quốc gia. Đôi tình nhân bên mộ. Tháng 11 năm 1982, cô Sarah ở thành phố Chicago, Illinois đã chụp được bức ảnh này bằng máy SX-70 ngay tại phần mộ của mẹ cô, đã qua đời vào năm 1934 ở tuổi 83. Vào thời điểm này, có lẽ người ta còn chưa được một lần nghe tới cụm từ kỹ thuật ghép ảnh. Vả chăng, máy ảnh SX-70 cho ra lò tấm ảnh nguyên gốc này 60 giây ngay sau khi chụp. Trong màn hư ảo vẫn thấy rõ từng chi tiết của cặp tình nhân ma, cô gái trẻ tóc nâu đang ngồi ôm con vật cưng màu đen trong lòng, còn anh người yêu bên cạnh thì choàng tay qua ôm eo một cách tình tứ. Anh chàng này mặc áo phông màu xanh, đại để là có in dòng chữ gì đó trên ngực áo. Những vị sư ở ngôi nhà ma ám Hull House. Tấm ảnh đen trắng đã sờn rách này do Dale Kamarek tình cờ chụp tại Hull House ở thành phố Chicago, Illinois vào tháng 11 năm 1980. Tác giả khẳng định không có nhân vật nào quanh quẩn trong ống kính vào thời điểm bấm máy, nhưng trong tấm hình lại hiện lên mờ ảo bốn nhà sư đứng ở những bậc cuối cùng dưới chân cầu thang. Thầy đứng chính giữa thể hiện đúng động tác nhà Phật, chắp hai tay vào nhau, trong khi ba vị còn lại đứng xuyên qua thành cầu thang và hình như là không có đầu. Sát đặt bên phải Bill Rogers, anh chàng vận động viên khỏe khoắn 4 lần vô địch giải marathon thành phố Boston và New York, là một bộ xương người không hẳn, không lẫn đi đâu được. Xương sườn, xương cột sống, xương chậu, từng chiếc hiện rõ mồn một như thể lúc ấy có hình mẫu giả ở bên. Xương người hiện hình. Christopher DeCesare, thành sinh viên trường Đại học New York ở bang Geneseo, đã chụp bức ảnh tại phòng C2D1 ký túc xá Area Hall năm 1985 bằng máy 35mm.
Sau nhiều lần tìm hiểu và dở lại lịch sử, lũ sinh viên quậy cuối cùng cũng điều tra ra lý lịch của con ma xương sẩu, đó là một cậu chàng có tên Tommy, đã treo cổ tự vẫn ngay trong ký túc xá vài năm trước. Kể từ đó, sinh viên sống ở đây thỉnh thoảng hay bị những cú kéo giật bí hiểm. Thậm chí có đêm, một sinh viên còn suýt rụng tim khi nhìn thấy một anh bạn mặc áo phông bóng bầu dục kẻ sọc với cái đầu ngẹo hẳn sang một bên. Dáng hình của tâm tưởng. Bức ảnh được chụp bằng chiếc máy ảnh Polaroid cổ lũ sĩ vào năm 1959 tại một ngôi nhà thuộc phía bắc Hanover Park, bang Illinois, đã bị phá sập từ lâu. Không có gì đáng nói với bé gái đang trầm ngâm suy tư bên thềm tam cấp. Tuy nhiên, điều không ai giải thích nổi là vật thể gì nữa trong nỗ đục đang di chuyển dọc cầu thang kia. Như thể vùng khói hư ảo ấy đang tuôn ra từ cơ thể cô bé, mà theo trí tưởng tượng phong phú của một số người thì nó xuất phát từ sâu bên trong tâm khảm cô. Một sự hiện hình của ý nghĩ, hay nói cách khác là ngoại chất linh hồn đi ra từ một cơ thể đang tồn tại. Bức hình này được xếp vào thể loại ảnh tâm linh. Lửa trời. Đó là một chiều chủ nhật nắng ấm vào tháng 6 năm 1980 tại thung lũng Tree Gap, cách thị trấn Travelstock, British Columbia, Canada, 12 dặm về phía tây. Bức ảnh chụp hai chị em gái đang dừng chân tại một khách sạn bên đường, dốc đá dựng thẳng đứng sau lưng. Nhưng vì sao dãy núi lại bị cắt ngọt một cách kỳ lạ đến vậy? Và những ánh sáng đang vần vũ trên bầu trời kia là cái gì? Khó đổ lỗi cho thiết bị chụp, bởi đó là loại máy thuộc loại hiện đại nhất lúc bấy giờ. Máy ảnh Polaroid sử dụng phim tráng cuộn cỡ 120. Bóng ma khoác áo linh. Một người đi viếng mộ tại nghĩa trang liên bang nằm gần biệt thự Campton ở Franklin, bang Tennessee, chụp lại khung cảnh này một cách rất tình cờ. Thoáng nhìn qua tưởng như không có điều gì bất thường hết. Tuy nhiên, nếu soi kỹ lên góc trên cùng bên phải của bức ảnh, lảng vảng sau những hàng cây là bóng dáng của một quân nhân. Nhìn kỹ hơn nữa thì rõ là trang phục của quân đội liên bang. Ma ở Gettysburg. Bức ảnh do cô Chris Kay từ thị trấn Woodbridge, bang New Jersey, chụp trong lần tham quan thực địa chiến trường Gettysburg năm 1988 bằng chiếc máy ảnh Instamatic 110 có sử dụng ánh sáng flash trong thời điểm chạng vạng tối. Ngay cạnh cô em Terry Page, người phụ nữ trong ảnh, phía bên bánh xe kia của khẩu súng thành công là một đám bụi leo lét nửa xanh nửa trắng kỳ lạ. Tất nhiên vào lúc chụp cả hai chị em không nhìn thấy dị vật này. Thêm nữa, đám bụi cũng tuyệt nhiên không xuất hiện trên bất kỳ bức ảnh khác trong cuộn phim chụp cùng thời điểm bấy giờ. Có người còn nói rằng họ nhìn thấy lờ mờ một khuôn mặt ẩn trong làn sương mờ ảo. Một quả cầu bí hiểm ở nghĩa địa. Chưa ai giải thích vì sao lại có quả cầu trôi lơ lửng trong đêm tối giữa nghĩa địa MT Tabor, Bắc bang Illinois. Bức ảnh được chụp một người tên là Dale Kamarek chụp vào đêm hè tháng 6 năm 1998 bằng máy Polaroid. Một người bạn thân thiện. Không ai biết nhiều về hình ảnh lạ phía sau bức ảnh. Tuy nhiên, nó đã được chụp bởi một chiếc điện thoại Nokia 7250 ở thành phố Eastwood tại Manila. Nhìn thấy rõ tay bóng ma lạ nắm lấy cánh tay một người phụ nữ trong ảnh. Không ai nhìn thấy hoặc cảm thấy vào thời điểm chụp lại có một hình ảnh như một người bạn thân thiện này.